Thành công là một hành trình, không phải đích đến. Vào năm 2002, khi các dịch vụ về nhân sự tại Việt Nam mới được hình thành một cách sơ khởi, công ty Navigot Group Việt Nam chính thức được thành lập, tự hào đặt những viên gạch đầu tiên cho hoạt động tuyển dụng online và tư vấn dịch vụ nhân sự cấp cao trong thị trường tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam. Hãy lắng nghe câu chuyện về những con người dũng cảm đã kiên trì xây dựng nên nền móng vững chắc về một giấc mơ mang tên Navigot Group 15 năm một chặng đường. Tại thời điểm đó, Vân Anh cũng còn nhớ là nhà nhà bắt đầu kết nối Internet thông qua cái cổng điện thoại, và để download về một cái tấm hình thì mất đến 15 đến 20 phút hoặc là có thể lâu hơn. Vậy nên để thuyết phục khách hàng sử dụng cái dịch vụ online tại thời điểm này thì rất là khó khăn. Và cái quá trình đó nó cứ kéo dài đến 2-3 năm. Điều đó cũng khiến cho anh Jona, người founder đáng kính của chúng ta, cũng gặp rất là nhiều khó khăn để mà duy trì công ty và tưởng chừng như bỏ cuộc. Nhưng rồi anh cũng cảm nhận được cái sự nhiệt huyết, cái sự đồng lòng chung sức của tất cả mọi người để thể hiện rõ cái sự quyết tâm của mình với cái tinh thần Never Give Up. Có thể nói Vân Anh cảm thấy rất là tự hào khi chứng kiến được cái quá trình hình thành và phát triển của công ty. Và rồi sau tất cả, điều chúng ta mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Dạ, alo, chị đang có chị nghe ạ. Alo, chị đang có chị nghe ạ. Thành công không đến với những ai chỉ nỗ lực trong một hay vài lần. Bạn phải học cách kiên trì với thất bại. Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Hãy luôn ngẩng cao đầu với ý chí, niềm tin, nghị lực và sự kiêu hãnh của một chiến binh kiên cường đi xây dựng nên những giấc mơ việc làm tuyệt vời. Hàng triệu giấc mơ việc làm được xây dựng, hàng ngàn dự án thành công, những mối quan hệ đối tác uy tín với 3 văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cùng hơn 450 Dreammaker đã tạo nên một khối vững chắc. Nơi đó, tôi, bạn, những Dreammaker bằng trái tim và khối óc vẫn đang ngày ngày kiến tạo nên thật nhiều giấc mơ việc làm ý nghĩa cho công ty cùng người tìm việc. Sau bao khó khăn, đây chính là Navigot Group của 2017. Mình vẫn nhớ vào đúng một ngày tháng 6 của 8 năm về trước, lần đầu tiên mình đặt chân đến văn phòng của Navigot Group. Lúc đó mình đặt chân đến đây không phải với tư cách là nhân viên của công ty, mà là một ứng cử viên để ứng tuyển vào vị trí nhân viên tuyển dụng của công ty. Thực ra cảm giác vẫn như ngày hôm qua. Ấn tượng của mình lúc đó là văn phòng Navigot vô cùng chuyên nghiệp, trang nhã, ấm cúng. Và ấn tượng sâu sắc nhất có khi lại là một cô bé lễ tân, vừa nhẹ nhàng, vừa niềm nở, thân thiện và chuyên nghiệp. Lúc đấy thì thích lắm, mà đã thích thì mình vào làm thôi. Và đó là kỷ niệm của 8 năm về trước. Bây giờ với Navigot Group sau 15 năm phát triển bền vững thì cảm nhận của mình bây giờ không chỉ đơn thuần là sự thích thú nữa, mà là niềm tự hào để là một nhân viên của công ty. Với hai thương hiệu là Navigot Search và Vietnam Work, công ty hiện tại đã dẫn đầu trên thị trường trong công tác về tuyển dụng nhân sự.
các nhà tuyển dụng và các ứng viên luôn tìm đến VietnamWorks như là một kênh để họ có thể tìm kiếm những cơ hội việc làm cũng như là tìm kiếm những ứng viên tiềm năng. Còn NaviCoaches lại trở thành một điểm đến tin tưởng cho những ứng viên cấp cao để gửi gắm hồ sơ của họ cũng như là sự nghiệp phát triển của họ cho những cơ hội được tốt hơn trong tương lai. Hiện tại NaviCoaches đã trở thành mái nhà của gần 500 con người, là nơi để chúng tôi có thể thắp lên cái niềm mơ ước của chính mình trong việc hỗ trợ cho các công ty và trong cá nhân trong việc phát triển của chính bản thân họ. Nhân dịp NaviCoaches tròn sinh nhật 15 tuổi, mình chúc công ty sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Chúc bạn Dreammaker sẽ càng ngày tràn đầy nhiệt huyết và thắp sáng ngọn lửa đam mê của mình nhé. NaviCoaches Group với 4 giá trị cốt lõi: Wow Service, On It, Improve It and J-Talk đã luôn đồng hành cùng tất cả các Dreammaker suốt 15 năm qua. Định hướng hành động và dẫn lối Dreammaker Move Up cùng nhau kiến tạo nhiều hơn nữa những giấc mơ việc làm tuyệt vời. Khách hàng luôn luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của VietnamWorks. Môi trường thân thiện và thoải mái. Văn phòng đẹp và nằm tại vị trí trung tâm. Được tự do sáng tạo và thể hiện những ý tưởng điên rồ nhất. Được bay cao, bay xa với những ước mơ của mình và của mọi người. Dreammaker được care một cách chân thành và siêu đúng mức. NaviCoaches cho em cơ hội học tập và phát triển không ngừng. Tự làm việc với những con người vô cùng chuyên nghiệp. Đồng nghiệp uy tín. Môi trường rất thân thiện. Giúp mọi người có được công việc mơ ước. Leader truyền cảm hứng. Văn hóa tại NaviCoaches mọi người như một gia đình đáng yêu. Đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời. Bên cạnh đó thì bác Sáu nhà mình còn rất vui tính và chịu diễn nữa. Vui là trên hết. Người là trên hết. Không là trên hết. Tùy là trên hết. Chúng tôi là Dreammakercare. 15 năm, một hành trình không nhỏ. Một bước ngoặt đánh dấu những bước tăng trưởng đầy ấn tượng của NaviCoaches Group. Một doanh nghiệp không ngừng đổi mới sáng tạo. Hành trình xây dựng niềm tin bằng chất lượng, sự trung thực và liêm chính, góp phần xây dựng nên giá trị và sự phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Our beloved Dreammakers makes a difference. You are our success and you are our future. Years, one NaviCoaches, one dream.